Ok, hello và xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả là Hongakira. Sau mấy ngày mưa bão vãi cả nồi thì cuối cùng châu mình cũng đã hết bão rồi các bạn ạ. Cảm ơn rất là nhiều các bạn đã có nhắn tin hỏi han mình là anh Hùng ơi, ở Tuyên Quang của anh có ổn không? Tại vì là hiện tại trên báo đài đưa tin rất là nhiều là về việc là ngoài Thái Nguyên với Yên Bái các thứ ra thì Tuyên Quang của mình cũng là một trong số các tỉnh thành bị ngập ác nhất. Thì thực ra là ở thành phố Tuyên Quang của mình hình như là cũng ngập ác thì phải. Nhưng mà ở quê mình thì nó cũng không gần thành phố Tuyên Quang lắm, cho nên là nó cũng khá cao ấy, nên là thành ra nó cũng không ngập quá là nhiều. Với cả là mình hiện tại mình đang ở Hà Nội, mà ở Hà Nội trung tâm ấy, nên là nó cũng không ngập nhiều lắm. Cho nên là thời gian vừa qua thì bão mình cũng không có bị ảnh hưởng nhiều. Cho nên là cảm ơn các bạn đã hỏi thăm, nhưng mà Hùng Akia rất là ổn đấy các bạn nhá. Hiện tại thì ở quê mình cũng nghe tin là nước đã bắt đầu xuống rồi, tạnh mưa rồi, cho nên chắc là bão nó cũng chỉ đến đây thôi. Nói chung là mọi thứ vẫn ổn các bạn ạ. Trong mấy hôm mà mọi người đang gồng mình chống bão thì tôi vẫn ngồi đây và tôi mua chè đỗ đen về ăn đây các bạn. Đây, đây là món hôm nay tiếp tục mình chọn để gọi là mukbang cho trong video này các bạn ạ. Chắc là mấy hôm nay các bạn nhớ Hùng Akia vừa mukbang vừa xem TikTok rồi đúng không? Chè đỗ đen này mua tận 20.000 một cốc các bạn ạ. Mua đặt ship nha, đắt vãi. Các bạn tưởng một cốc có đầy như toàn chè đỗ đen á, đéo phải đâu, toàn nước thôi. Chè nó có tí à, chè chắc được từng này. Nào, để lại một like đi, Hùng Akia sẽ mukbang cho các bạn thử miếng chè đỗ đen nhá. Ngon. Cái chè đỗ đen này các bạn biết có vấn đề gì không? Nó ngọt vãi đái các bạn ạ. Nó bị ngọt, ngọt quá ấy. Mình nên nói là quán này phải pha ít đường thôi. Quán này mà pha nhiều như này mình ăn khoảng 3 cốc như này là mình tiểu đường rồi các bạn ạ. Các bạn biết là từ sáng giờ mình ăn mấy cốc không? Ăn 4 cốc các bạn ạ. Hồi lát nữa mình ra đường mình đái giờ ạ. Nhưng mà phải làm thêm miếng nữa đã. Lý do mình gọi nhiều cốc bởi vì nó ngon các bạn ạ. Ủa chết mẹ rồi, lại lạc đề rồi. Kênh của mình là kênh reaction TikTok các bạn, có phải kênh mukbang đâu nhở? À, mấy hôm vừa rồi người yêu mình có qua bên nhà mình chơi, mấy hôm bão ấy, thế là người yêu mình với mình ở trong phòng với nhau cũng được khoảng gần một tuần rồi đấy. Bọn mình ở chung với nhau gần một tuần rồi, nhưng mà người yêu mình vừa về rồi các bạn ạ. Cho nên là hiện tại là phòng mình lại trống trơn rồi, vắng tanh như chùa Bát Anh rồi, không có người yêu mình ở đây nữa đâu. Cho nên là chúng ta để xem gái thoải mái các bạn nhé. Nói thế chứ người yêu về cũng hơi buồn các bạn ạ. Đây là giải thích cho các bạn lý do tại sao mà lâu lâu các bạn lại thấy có người yêu mình ở trong phòng, hoặc là lâu lâu lại có người ở trong phòng. Thì đấy là người yêu mình nhá. Còn bây giờ thì để lại cho Hùng Akia một like và đăng ký đi. Bạn nào muốn sử dụng dịch vụ gì trong cái tựa game Free Fire xong rồi là Roblox thì có thể bấm ngay vào link bio mình để dưới phần ghim comment ở phần mô tả nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xem TikTok nào. Mẹ mày ngọt thế. Đang ngồi bắn Free Fire thì nghe tiếng xe mẹ về. Đạt quá. Mà tại sao bạn này bạn đấy nghe được nghe được rõ thế nhở? Tức là các bạn ạ, cái khoảng thời gian từ lúc bạn này bạn đấy bỏ điện thoại xong bạn ấy chạy ra giả vờ quét nhà ấy, cho đến tận thời gian mà mẹ bạn ấy về ấy, là khoảng 15-16 giây cơ. Thậm chí là đến đoạn này con chó nó mới đứng lên. Mà tại sao bạn ấy lại biết là mẹ bạn ấy về xong rồi bạn ấy đã đứng lên từ sớm nhở? Mẹ Haki quan sát à? Đỉnh thật đấy. Nhìn cảnh này nói thật với các bạn là mình nhớ đến cảnh ngày xưa mình ngồi học bài. Có bạn nào ở đây có thế không? Khai thật đi. Đó là ngày xưa tôi ngồi học bài ấy, tôi có toàn ngồi bấm điện thoại. Bố mà vào cửa một cái là mình quay sang mình giả vờ mình đọc sách luôn các bạn ạ. Nhưng mà thực ra trước giờ nãy giờ toàn ngồi chơi game. Ngày xưa bố mình hay có cái thói quen là cứ lâu lâu lại ra canh xem mình có học bài không mà. Còn mình thì cứ có thói quen là bấm điện thoại, khi nào bố mình đi ra gần đến chỗ mình học thì bắt đầu mình chuyển sang dùng đọc bắt đầu giả vờ là chết đọc sách. Nếu hiểu sao tới thanh niên này ngã, xong rồi thanh niên này gõ đệm cho quả trống. Thấy thằng bạn ngã đéo đỡ, quay sang đệm trống cho luôn mà. Khi cô ấy cố gắng giúp. Ui. Thế là ở Việt Nam mình có một cái câu để dành cho chị này đấy, đó là ngu dốt cộng nhiệt tình bằng phá hoại đấy, đúng luôn. Thôi thì mình bị đem lên làm trò hề nhưng mà ít ra là mình được ăn dưa hấu, đúng không? Nói chung là có qua có lại.
Thề với các bạn luôn, cái nhạc này không bao giờ nó ổn cả. Nhạc này kiểu gì cũng phải xảy ra một cái gì đấy bất ổn. Nó phải bất ổn thì nó mới ghép cái nhạc này vào. À thôi, thực ra thì nó cũng bất ổn theo cỡ bình thường thôi. Tôi tưởng bất ổn gì cơ, hóa ra cũng chỉ là ngã thôi mà. Nhưng mà ngã quả đấy đau ấy. Thực ra anh ơi, anh cuốn máu ấy, mẹ anh không nhận được máu đâu. Động tác này, động tác nhau đây. Động tác mẹ về gọi là gạn mồ hôi nách cho mẹ uống à. Tại sao lại có cái khái niệm là quay tay để cho hồi máu cho mẹ nhở? Các bạn biết gì không? Với tư cách là một người chơi Free Fire lâu năm ấy, tôi đánh giá là anh này cần phải cầm nhân vật Capella hoặc là cầm súng điện, sau đấy chĩa vào đầu mẹ anh này và bắn. Mỗi một viên súng điện sẽ hồi 20 máu. Còn nếu như mà anh cầm nhân vật Capella thì anh cầm súng thật, anh bắn một viên vào đầu, nó sẽ chuyển 20% sát thương thành máu. Anh thử cầm một khẩu 1044, anh thục một viên vào đầu mẹ anh xem, đầy máu mẹ luôn. Không tin lát nữa vào Free Fire em làm thử xem. Ôi nhưng mà nói thế thôi các bạn, đừng làm thật đấy nhá. Mẹ ơi, có thằng cầm súng bắn để hồi máu thật thì chịu ấy, đỡ đéo được đâu. Sếp ơi, cho tôi xin ít tiền. Sếp ơi, để em. Này anh bạn, có tay có chân, trẻ khỏe, sao không đi làm mà đi ăn xin? Sếp xem, tôi đã mất một tay còn đau. Một tay thì sao? Một tay thì phải nhận sự thương hại của người khác à? Cậu có biết nhiều người một tay vẫn làm nên được lớn hay không? Lau xe cho tôi. Triết lý đấy. Được ví không chị? Đây là tiền công mà cậu kiếm được từ một cánh tay. Bác của cậu. À, cho cậu biết, tôi cũng chỉ có một cánh tay. Đây không phải bác của tôi. Tôi phải làm lại cuộc đời. Tôi phải làm lại cuộc đời. Ủa trời ơi. Mẹ, chị dạy đời cho cố em tưởng chị chỉ có một cánh tay thật, ai rồi chị có hai tay ạ. À? Mẹ, chị lừa à? Cho thấy mát không? Mát nhỉ? Ôi, cháu hết 50. Mà chị lừa đấy, bạn được chú tí nhỉ? Bạn được chú nhé. Thích bạn không? Bạn được chú không? Không. Ra hai cái quạt à? Chết. À, mày hồng à, hồng quạt. Lên. Sao ông sửa cái quạt à? Đây lên. Đây nhá, chủ hướng dẫn này, chủ hướng dẫn nhá. Đấy, thấy chưa? Mặt trước này, mặt sau này, cháu thích xoay chiều nào, cháu thích đảo phía nào thì đảo này. Đấy, thấy chưa? Chú vẫn làm được này. Ôi đỉnh nhá. Ôi, khả năng là cái quạt này nó bị hỏng thật. Nhưng mà ông phải dùng cái mẹo đấy để ông ấy làm như kiểu là nó đang bình thường cái lúc như này này. Lúc lên tay ông ấy nó bị bình thường thôi, còn bình thường nó sẽ hỏng. Tại sao lại thế nhỉ? Ảo thật đấy. Top 3 loại mì ngon nhất ở Việt Nam. Top 1, mì hảo hảo. Top 2, mì omachi. Top 3, đéo, mì ochi, omachi ăn như cứt. Thật sự. Mì câu câu mi. Có phải bạn đang đợi nhạc của Thắng Ngọt? Chúc mừng bạn, bạn không phải là kẹo. Ủa? Sao lại đợi nhạc của Thắng Ngọt là sao? Là sao? Thôi, con gái mình về cơm về ăn rồi. Đồ. Chỉ có con gái mình mới thương bố thôi nha. Lúc nào cũng về cơm về cho bố ăn thôi. Thế này, chưa? Còn hai đứa này thì không bao giờ bê. Tôi tưởng em này làm đổ cả mâm cơm luôn chứ hóa ra không bị sao à? Mẹ, cái thứ cho cha đang chờ đợi đâu rồi? Mọi người ơi, bảo ra ghi đến rồi. Mọi người không cần phải sợ. Đã có Huyền Nhài đây. Huyền Nhài đang ở Hà Nội đây. Bê ơi, ta sẽ bảo vệ mày. Xe ơi, tao sẽ bảo vệ mày. Đến đây, đến chiến đấu với cô con đấy đi. Tôi nghĩ chắc cả thanh niên này chắc Tôi nghĩ chắc thanh niên này bị bão Yagi cuốn bay mẹ mấy hôm trước rồi các bạn ạ. Không biết là có còn ra video không. Nó đợi chủ đi để nó phải kì gối à? Mày đùa tao à? Trong lúc mà mọi người đang múa quạt cùng với bao Yagi như này thì tôi đang đi ngủ các bạn ạ.
xin phép độ body với chị Vi Tiên. Ui, để tôi chấm điểm. Giám khảo, giám khảo. Hả? 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 Ôi, tôi tưởng video bị lag nhưng mà thật sự đây là video nó dừng lại các bạn ạ. Đây thật sự là cái video nó đang dừng lại chứ đéo phải. À nhầm, chính xác là cái video nó đang giả vờ lag chứ đéo phải là video lag thật các bạn ạ. Mẹ mày, tôi tưởng có đối thủ của Vi Tiên. Bí bố ơi, 2011 thật không? Thật không? Này, có mới nói nha. Có 2K11 thật không đấy, có mới nói nha. Tôi phải check comment các bạn ạ. Bây giờ đến cái chuyên mục nó gọi là check va rồi. Tổ va vào cuộc nào. Mỗi clip một mặt. Đây rồi, tổ va đang gọi là đang có một chút gọi là va chạm nhẹ rồi. Tổ va đang nhận thấy là có sự gì đấy vô lý đây rồi. Ủa, bà này lên cấp 3 rồi mà. Chết rồi, tổ va bắt được bằng chứng rồi. Châu Anh 2K5. Ôi giời ơi, tôi chết rồi. Anh này là làm bên gọi là bên thám tử. Anh này khả năng là detective Conan này. Hoặc là tên thật của anh này là Kudo Shinichi này. Tôi là Kuto Shinichi. Huyền thoại cả ơi. Nhưng mà nhạc này bị bản quyền hay sao nên mình phải dừng lại giữa chừng. Nhưng mà con hải cẩu này nó làm gì có lỗi mà sao lại cầm nó. Đúng ra nó phải là con gấu Teddy các bạn ơi. Trời ơi, tuổi thơ của các bạn không biết là có biết đến phim hoạt hình Mr. Bean không. Nhưng mà cái tuổi thơ của bọn mình ai cũng đã từng xem Mr. Bean với con gấu Teddy các bạn ạ. Hầu như là không vào có thoại, nó cứ kiểu hò 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 giống giống với nhân vật giống với nhân dân làng ở trong Minecraft ấy. Nhưng mà thật sự là hay các bạn ạ. Các bạn nên có thể đi lên search Mr. Bean hoạt hình ở trên YouTube để xem, rất hay luôn. Thề với các bạn luôn, tôi chỉ nhìn những cái nhà trên đường này để xem là cái đường này là đường ở thành phố nào, địa chỉ nào. Nhưng mà video mờ quá nên tôi không nhìn được thấy cái bảng địa chỉ. Đây này, ví dụ mấy cái biển hiệu này, auto người ta ghi địa chỉ là đường gì này, hay là ở thành phố nào này. Nhưng tôi không nhìn được các bạn ạ. Khó thật đấy. Bây giờ do là nó mờ quá mình không nhìn kỹ được nên là mình phải nhìn đằng chỗ khác các bạn ạ. Engkau denganku hiter dengarkanlah nanya. Thề cái ông ở dưới ông ấy đã kiểu là tao đã rất tin tưởng mày, tao cho mày đứng lên người tao mà mày ra một quả đinh vào đầu tao như thế này, rất tin tưởng đồng đội. Đồng đội mẹ, đồng đội đập quả đít tôi ghét cho gãy mẹ cổ mất. Cháu không ghét bạn ấy, mà cháu thích bạn ấy đấy ạ. Cậu thích tớ, mà cậu bắt nạt tớ, trêu chọc tớ thế ạ, đồ điên. Chẳng qua là cậu không để ý tớ, nên tớ mới phải làm vậy thôi. Thử đâm mà phải rủ nhau mới chịu. Là một người công dân trong sáng, một YouTuber Mr. Liêm. Tôi nằm ở trong hội The Liêm đấy các bạn ạ, hội The Liêm YouTuber. Cho tôi xin link. Nhưng mà kia như ngủ sáng làm. Cái đéo đây. Mệt nhiều quá. Ôi giời ơi. Tao đang xem phim kinh dị à chúng mày. Nhưng mà thật sự là vậy các bạn ạ. Ngày xưa mình từng đi mua hộ mình, hộ mẹ mình một cái đồ đấy. Ví dụ giá là khoảng 8.000. Thay vì đưa cho mình đúng khoảng 8.000 đến 10.000 thì mẹ mình đưa cho mình hẳn tờ 20.000. Xong rồi mình được giữ tiền thừa các bạn ạ. Cho nên là thật sự là ngày xưa mình rất là thích đi mua đồ cho mẹ. Với cả nó là một câu chuyện nó phải gọi là nó rất chi là kỷ niệm với mình các bạn ạ. Đấy lý do tại sao mà bây giờ lớn lên khi mà mẹ mình cứ cần tiền thì mình sẽ đưa mẹ mình. Mặc dù là số tiền mình đưa nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Nhưng mà các bạn biết đấy, ngày xưa đối với mình 10.000 nó rất là lớn. Cho nên là nó là một cái cảm giác hoàn toàn khác các bạn ạ. Ui, chưa, sao mượn, sao anh niềm tin.
thật sự là các bạn biết tại sao tôi lại cầm cái que tăm xong rồi tôi làm động tác giống kiểu hút thuốc này không các ạ? Tại vì đéo biết hút thuốc nhưng mà làm nó ngầu các bạn ạ. Nói đùa tí, thật sự video cháy sườn các bạn ạ, để lại một tim không thể xem chùa được. Đoạn lúc bọn nó vừa mới bể cổ, tao tưởng đây là video kinh dị của chúng mày ạ. Xong tao nghĩ lại, video này khả năng là video nói về tác hại của chất độc màu da cam chúng mày ạ. Em thề với anh luôn đấy, mình cảm giác mình không làm được thì mình dùng cái muôi đi làm ơn. Ôi giời ơi, trứng à, mẹ ngon như này. Đi luôn nguyên cả, đi luôn nguyên cả cái tảng trứng to vãi lìn tề. Cỡ này phải 6 quả. Арбуз, арбуз, привет. Арбуз, арбуз, пёрни. Bóp nó khỉ đéo đến mức mà nó phọt cả cứt này thì là khó vấn đề rồi đấy. Nhiều khi có mấy cái video trên TikTok tôi chả hiểu nó là video nói về cái gì luôn đấy các bạn ạ. Ừ thì là bạn này xinh đấy, nhưng mà ngoài đấy ra thì có cái gì nữa không? Bạn có thể làm cái trò khác mà kiểu bạn nháy mắt cho mình thôi cũng được. Mà sao bạn lại chơi quả trò đổ coca vào mồm và thử xem bao lâu thì bạn phụt ta. Quả này điểm G của em ấy, đi tìm chỗ trốn luôn. Nhưng mà tại sao mấy thanh niên học sinh thời tán gái ai cũng tặng Milo nhở? Ngày xưa mình yêu đứa bạn cùng lớp mình cũng hay gọi là mua Milo tặng cái đó. Kiểu lên canteen đâu, đi ra canteen mua Milo đem về cho nó uống các bạn. Tại sao là cứ phải là Milo nhỉ? Chúng ta có thể tặng cái nước cái gì đấy khác hay là tặng cái đồ gì đấy khác không nhở? Ôi, kiếm video reaction mệt quá, chả thấy video nào hấp dẫn cả các bạn ạ. Thế nên là tôi sẽ dành thời gian còn lại để ăn nốt cốc chè này. Tính ra cốc chè này một tiếng mẹ cho chị ăn hết các bạn ạ. Thôi, video mình xin kết thúc ở đây. Nếu bạn thấy yêu quý thì đừng quên để lại cho mình xin một like và đăng ký nhá. Bạn nào để lại một like và đăng ký rồi chuẩn bị tinh thần để mình tặng cho bạn một cốc chè đỗ đen nhá. Ok, còn bây giờ thì xin chào, hẹn lại các bạn trong các video tiếp theo và chúc ngày tốt lành. See you again. Bye bye.